Ừ. Muốn ăn ngâu vàng con ha. Cả nhà mình có đem con vịt đến đây mình để thử anh ba thế, mình thả mình nói đó cả nhà, mình thử lòng mình thử coi mình xin còn có cho lợi không nghe. Hôm nay mình vô mình chơi anh que. Mọi người thì anh em mình có đem một con vịt bắt vịt ra anh Đức. Này 3 kg rưỡi. 3 kg rưỡi à? 3 kg rưỡi. Nó từ ở Sóc Trăng về. Tào Lao. Ấy cái gì? Bạc Liêu. Bạc Liêu. Là cũng dịch của Bắc Xuôi á. Rồi ổng đem về đây là cho mình xách về mà mình xách vào tính đâu là ăn mà tính bây giờ không ăn. Bây giờ thử coi. Mình thả này cái điện của ông lên. Có nghĩa là mình điện rủ ông đi lên trên kia bắt chuột hay làm gì đó. Cho đi lên gặp dịch coi. Mình gần. Ừ. Ông này mình xin ông cho mà cái ông bắt thì xong rồi mình xin lại cái ông cho. Nếu ông cho mình giặt lộn giống luôn. Đó, dịch mình Bạc Liêu đem về mình đi du lịch về đó, nó cũng đi du lịch chứ mà không. Bây giờ mình thử nghe cái nha. Mình thả đâu giờ ta? Anh phải điện ông ra thả. Vậy đó. Ừ chứ anh thả rồi đi mất tiêu rồi ông lên chưa kịp. Mày ở bự 17. Ủa mày không đi đâu mà. Bắt đầu lớn chỗ nào đâu ta. Không biết có nghe không. Anh đang đâu vậy? Lên đây nè, lên đây. Lên đường xe. Anh lên đường xe nè, vui lắm. Con chuyện đây nè. Lên tiếp em. Ủa sao mà không tắt máy rồi ta? Coi chừng máy hết tiền rồi. Hả? À. Mới đạp vô sáng 100 triệu mà. Dạ kìa vậy chết bà rồi. Không nghe em trời. Trời ơi. Lô. Anh lên đường xe nè, bàn anh cũng quẹt. Bắt chuột. Lên đường xe hả? Quá trời chuột khách. Có à, rồi, trên đây là của chuột. Đường xe rồi, mấy năm trước chỗ thằng Cam mà nó cắt lúa, nó đi cắt cỏ mà nó chết đó. À, cái trang chủ nó chết đó, biết không? Mình không lẽ xuống ruộng rồi. Trời ơi, chăn chỗ thằng Cam mà cắt lúa, cắt cỏ mà nó xỉu, nó chết đó. Trời ơi, tôi vô hồi nãy mà không có anh nhà. Vậy hả? Ừ, rồi tôi buồn. Trời ơi, tôi với Lộc buồn quá, xách cái len với cái xuống đi trên đồng đào chuột. Ghét ngang. Dạ, chăn chỗ mà cái thằng chết á. Đi cẩn thận nghe, đừng nó nhát đó nghe không? À, nó nhát đó. Lên tới chỗ đám màu rồi đó, bảo xanh đó, thấy không? Mình dùng quá đi. Em đâu có thấy đâu ta? Đó. Đâu? Đó, vớt dân chỗ cái cây mà đưa đó. Dục đó. Em biết nó dục đâu kìa. Chụp cả đây mình núp được. Cả nhà theo dõi mình thử anh ba ra. Con vịt lạc. Chắc anh tưởng là. Mà họ trốn mắt đi rồi mình xin lắm lại. Vậy mình ơi luôn, không có gì với ai. Anh đi nó
nói chuyện mình ơn hắn với ta. Thầy biết ông nói gì vậy? Ông nói cái me là chỗ nào chết đâu cũng quên. Hai lúa gặp cũng dịch này. Mày nè, mày dịch lạc ở đâu vậy ta? Mà dịch này đâu đâu có lạc cái con cổ cò đâu dịch này. Khoan khoan, anh bắt còi mình nó ra, ông bắt còi mình nó ra. Thôi vượt chát nước chừng thấy mình từ cho đi xuống, cho đi xuống, chắc đem về nhà để có ông đem nhà, không đem lên mình, không đem về nhà mình chặn lại nghe ông đi lên trên. Chịt bị gì vậy? Cà chà. Mình không được đi. Chẳng đâu mà. Cà đi, dạ bộ mình đi tự nhiên ra đi. Nó thả đi, dịch tôi mới thả đó mà. Ông nội bắt dịch ta chạy. Dịch tôi sao anh bắt anh bà? Dịch của tôi mới thả cho tắm mà sao anh bắt dịch tôi vậy? Đây. Tự mới thả ở đây nãy nè cho nó ăn mấy con ốc mà. Em xin lỗi đi. Ê, cậu làm. Mấy việc của em mới thả ở đây nè. Xí rồi. Xí rồi mà. Ôi, dịch của tôi mà. Ta xí rồi. Dịch của tôi. Không còn mấy anh thả đi nào bắt được rồi, rồi. Không. Đó đây. Để suy nghĩ lại. Chưa nghĩ gì mà dịch của tôi mà không chết. Chạy đâu mà chạy dịch của người ta thả cho. Giờ vô đây nói chuyện nè, nãy em ở đây em nói cho. Ăn ốc ra cho bộ. Không làm gì, chết đường nó về coi. Thôi, chết đường đi. Chết gì chết dịch tôi mà. Chết đường đi. Cho xin lỗi không? Chết đường đi. Bây giờ xin anh cho xin lỗi không? Chết không cho xin lỗi. Được. Ủa, anh Tư. Tôi lấy nào nào. Đây, trao đổi dịch. Lỗ luôn rồi. Đó, bây giờ cái này nó 300, mua dịch nó có 90.000 bạc à. Chứ xấu gì trời đó. Cái điện thoại hù cái. Còn mấy giờ tôi đếm nè, giờ tôi danh là đếm 1 2 3 coi nào lỗ trước. Dịch lỗi ra lại điện thoại lỗ trước. Dịch lỗi ra lại điện thoại lỗ trước. Trời ơi. Lạnh rồi. Dám hò. Dám. Đồ. Dạ ra đây. Làm vậy buông ấy. Còn mấy giờ anh thả xuống rồi anh em được nào bắt được nữa không? Bệnh gì không? Bệnh gì tao không? Trời ơi, tao đi bệnh về mà bệnh. Ôi, dịch này bị suy đa không rồi? Tao không trời, suy đa. Thả đi, thả đi. Bây giờ anh thả đi, rồi tôi trả nó thôi, rồi nào bắt được, đó lấy. Lấy dịch. Để tôi thả cho nó bay lên. Ông dạ, nó gãy cái giò, sao nó chạy được kịp? Để đó, gãy. Bây giờ tôi để điện thoại này nè. Đó. Đó, anh thả cho này. Được không? Ừ, thả cái này nè. Không thả được nước nè. Ừ, cũng được nữa. Thôi, ok tôi. Ừ. Thả đây nè. Ở đâu? Ở đây nè. Tầm bậy bả rồi. Bả đó chạy ngang cái cầu chưa chạy được. Chạy. Té lộn mèo hả? Ừ. Thì nó cãi tôi quyền tôi, chúng ta tôi. Ừ. Ở đây. Uống sao? Ở đây. Uống ăn áo vàng coi. Ừ. Uống áo vàng. Ừ. Bả, để cho tôi uống nước rồi cái... Mà cho nó nghỉ khỏe lắm đi mà.
Tự nhiên bỏ thôi nắp cơm lên. Vậy là nãy ông bỏ đang vượt con vịt. Tham thì tham. Đó hoài tự. Anh Tư nãy thả sao đâu? Hả? Anh thả sao? Nãy thả gì nè? Thả sao đâu, thả coi kì. Thả gì nè. Nó. Thả gan vậy luôn á. Thả gan mà không bắt được đâu. Không nghe mình ok rồi. Hai mình đứng rồi. Điện thoại đâu có về mình luôn. Nghe mình về đi đâu anh Đức? Ông đi đâu vậy? Tự nhiên cái đi theo. Đi về. Ông ngồi nó kể ông đi. Cái nhà ở bù có ngồi đúng không? Không có làm được gì tư hết. Đi. Được. Dạ. Quay nói chuyện mọi người nè. Cả nhà thấy không? Lời luôn á nè. Lời luôn á, điện thoại luôn á. Cái nội chắc mua được 2 dịch. Thấy tội quá thằng. Trời. Về đưa cho bà ta. Cả bứng ghê còn ngon nữa. Cả nhà dò bà gan khỉ mất thông. Ngồi nhà dò bà gan khỉ mất thông. Gặp dịch phái đi. Ô, gặp dịch hốt liền. Quỷ nè. Mọi người đi,
người à, anh em mình thành công rồi đó. Anh em mình thành công chào mọi người nha. Lời luôn á. Lời luôn. Em nghĩ là xin lại coi ổng cho không thôi. Mà ổng không cho. Mà đâu đó mà còn được luôn cái điện thoại. Lời điện thoại rồi. Đúng mình chắc bây giờ mình chỉ có mình trâu mình bò thôi. À, chứ bây giờ người ta đi cầu người ta đi phụng kính rồi á. Đó đi. Rồi mình chào cả nhà nghe không? Vui vẻ nhớ bấm like cho tiếp nghe không?